mua lợn hả? Vâng, vâng, mua lợn. Cái lợn đực hay lợn cái đấy ạ? Lợn đực hết. Lợn đực hết. Lợn đực hết. Bác chắc không? Chắc mà, tôi bán mà không chắc thì tôi đi lừa người ạ? Thế cho cháu con này, con đen này với con này. Con đen này với con này. Vâng. Mình ơi. Mình ơi. Giỏi không? Ôi. Giỏi không? Nè, nè, nè. Bà kia. Chứ khó để ý nó vào một tí. Có gì tôi cần có đỡ đần tôi. Nhà này như kiểu mỗi mình tôi làm việc. Chả được cái tích sự. Chả được tích sự, chả được tích sự gì. Mà người ta mua được hai con lợn nó béo như thế này à? Ôi trời ơi. Bảo đi mua lợn được thì mang hai con lợn cái về này. Lão bán lợn đấy rồi. Lão đi chạy đi đâu. Lão lừa tôi nhá. Tôi mua lợn được mà lão lại bán lợn cái tôi là sao? Ai lừa? Thì tôi bảo là lợn được hết mà. Ờ, thế đây là lợn gì? Lợn cái. Ờ, tôi mua lợn được cơ mà. Đúng rồi, nhưng lợn được hết. Lợn được hết tức là bán hết lợn được rồi, chỉ còn lợn cái thôi. À. Lại mua lợn hả? Vâng, vâng, mua lợn.